Hâm ơi, Tùng, sao đây giờ đây? Mặt mày làm sao đấy? Bị đánh chứ làm sao nữa. Tao túc tạm đây đi. Mẹ tao mà thấy như này, bà ấy lo. Ừ, vào nhà đi. Thế mày thấy trong người thế nào? Đã đi kiểm tra chưa? Bị phân mềm thôi. Mọi chuyện là thế nào? Gia đình của đấy là dân anh chị, nên hỏi tao định giải quyết vụ này như nào. Tao bảo tao chỉ có trách nhiệm với đứa bé, nhất quyết không cưới cô ta. Có đánh chết ấy, tao cũng không cưới cô ta. Và đây, kết quả đây. Mày đúng là dẫn vào bãi mìn thật đấy. Đáng đời tao lắm, đúng không? Trước đây tao chỉ nghĩ tao yêu Nguyệt, yêu cam nhất cái cuộc đời này. Dù tao có vớ vẩn bên ngoài như thế nào chăng nữa ấy, thì tao sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến điều tuyệt vời nhất đấy. Nhưng mà mày đúng, Dương đúng, Nguyệt cũng đúng. Cuối cùng thì tất cả những điều tốt đẹp ấy lại do một mình thì ta đập vỡ hết. Tao không sống với một người tuyệt vời như Nguyệt. Thế còn đứa bé, mày tính sao? Đúng là con chỉ tội đứa bé phải sinh ra trong một hoàn cảnh như thế này. Tao sẽ có trách nhiệm với đứa bé. Tao sẽ cố gắng hết sức để làm một người cha tốt. Thôi, vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đã chấp nhận cuộc chơi rồi, cứ vững vàng bước tiếp thôi.